ok chào mừng anh chị đã quay trở lại với video cùng em an thì uh, trong video ngày hôm nay em an sẽ cùng anh chị uh, phân tích về cổ phiếu ssi một cái cổ phiếu đầu ngành của nhóm chứng khoán anh chị nhé uh, cũng như là một cái cổ phiếu leader của nhóm chứng khoán ở trong cái giai đoạn vừa rồi đúng không ạ uh, tương đối là khỏe Đó, thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, uh, phân tích về xu hướng về trạng thái cũng như là những cái điểm mua bán của cổ phiếu ssi uh, trong các cái phiên tới anh chị nhé rồi ok trước khi mà đi vào nội dung của chương trình à, anh chị mình đang xem video mọi người có thể là ủng hộ cho em an xin một like một uh, subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé để khích lại thêm tinh thần của em an cũng như là uh, giúp em an tăng cái tương tác cho cái video anh chị nhé cảm ơn anh chị rất là nhiều rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào xu hướng cũng như trạng thái của các cổ, uh, của, của cổ phiếu ssi anh chị nhé đầu tiên là trong khung tháng, à, khung tháng thì anh chị anh chị thấy là à, cổ phiếu SSI của, của chúng ta thì à, hiện tại vẫn đang à, à, giữ được cái xu hướng tăng anh chị nhé, vẫn đang giữ được cái xu hướng tăng ở trong dài hạn. Tuy nhiên thì à, đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa thôi thì à, nó cũng bắt đầu à, rơi vào những cái à, giai đoạn mà à, không rõ xu hướng anh chị nhé. Chúng ta sẽ cần thêm à, thời gian cũng như là cần thêm những cái biến động của à, của của đường giá để xác định được cái xu hướng của cổ phiếu SSI ở trong à, các cái tháng tới đó Tuy nhiên thì với SSI thì ở hiện tại thì thấy là chúng ta cũng có một chút cái sự tích cực đó là về cái trạng thái thì hiện tại là SSI chúng ta vẫn đang ở trong cái trạng thái tích lũy và tích lũy ở trên những cái vùng cân bằng anh chị nhé đó, trên những vùng đường Tkan Kijun này cũng như là cái giao găm 165 à, à, và giao găm 129 đó thì hiện tại vẫn nằm trên cái vùng này thì à, nhìn chung là chúng ta vẫn đang thấy được cái sự tích cực anh chị nhé đó rồi một cái điều nữa thì anh chị thấy là trong các phiên tới này à, trong các tháng tới đâu đó chỉ khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa thôi thì à, à, nếu mà tiếp tục giữ được trên cái vùng dao găm này này thì ssi chúng ta sẽ đi vào những vùng mây tương đối là dày đó cho nên là khi mà đi vào vùng mây dày kèm theo cái vùng dao găm ở đây thì cái cơ hội bật tăng tiếp của ssi nó vẫn tương đối là lớn anh chị nhé đó vẫn tương đối là lớn đó cho nên là à, về ừ, xu hướng và trạng thái của ssi thì chúng ta vẫn có thể đánh giá là À, thời điểm hiện tại thì vẫn đang là những cái uh, xu hướng và trạng thái nó khá là tích cực ở trong dài hạn anh chị nhé đó cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của SSI chúng ta có quanh vùng 27 28 này đúng không rồi bên dưới chúng ta có vùng 20 gọi là 25 đi nếu như mà giữ được cái vùng này à, đặc biệt là cái vùng 27 28 ấy chị nhá thì uh, nhìn chung là SSI nó sẽ vẫn uh, khá là tích cực ở trong khung dài hạn đó thì đấy là ở trong khung tháng anh chị nhé à, tiếp theo ở trong khung tuần À, khung tuần thì anh chị thấy là hiện tại thì uh, sau một cái phiên giảm điểm khá mạnh ở ngày hôm uh, ngày hôm nay ngày 17 tháng 10 thì SSI nó đang về những vùng hỗ trợ này đang về những vùng uh, đường uh, những cái đường cân bằng Kijun ở trong khung tuần cũng như là những cái uh, hỗ trợ giao cắt 129, đó thì uh, về xu hướng uh, chúng ta thấy SSI trong khung tuần cũng đang uh, quay trở lại được cái xu hướng tăng đó và trạng thái thì hiện tại nó đang là một cái trạng thái tích lũy đó đang là một trạng thái tích lũy anh chị nhé À, và nếu như mà uh, SSI nó tiếp tục giữ được những cái vùng uh, uh, hỗ trợ trong khung tuần này, những vùng cân bằng này, uh, khi mà đóng đến tuần thì uh, nhìn chung là chúng ta sẽ vẫn có những tín hiệu uh, tiếp diễn cái xu hướng anh chị nhá. Tiếp diễn cái xu hướng của SSI, hoàn toàn có thể là kỳ vọng hồi lên những vùng uh, đỉnh cũ ở đây là quanh loanh quanh 71, à, 41 41 1.5. Đó, uh, nếu như mà giữ được những vùng này. Đó và um, với cái phiên giảm điểm mạnh ở ngày hôm nay thì có thể là ngày mai SAI chúng ta sẽ nhúng xuống những vùng bên dưới chị nhé có thể nó sẽ nhúng xuống những vùng bên dưới à, tuy nhiên thì uh, nó chưa đây là khung đây là khung khung tuần đấy, cho nên là chúng ta cũng cần uh, cái thời gian uh, cần thời gian là là phải uh, đóng đến tuần đúng không tức là kết thúc tuần thì uh, lúc đấy chúng ta mới có một cây nến hoàn chỉnh đó thì có thể là ví dụ trong uh, phiên ngày mai phiên ngày uh, ngày kia gì đấy uh, nó hoàn toàn có thể là nhúng xuống những vùng bên dưới này đó, hoàn toàn thì nhúng nhúng xuống những vùng bên dưới này tuy nhiên thì đến cuối tuần thì có thể là nó sẽ có nó có thể là sẽ được kéo lên đấy kéo lên và nằm trên những vùng đường đường kijun cũng như là những cái đường những cái đường giao găm 129 này thì nhìn chung là nó vẫn giữ được cái sự tích cực anh chị nhé đó vẫn giữ được sự tích cực à, cho nên là ở trong các cái tuần tới cũng tuần này cũng như các tuần tới thì anh chị có thể là quan sát giúp em cái vùng cân bằng này đó giúp em một vùng cân bằng này nhá nếu mà cứ giữ được cái vùng uh, kijun này thì em nghĩ là SDI uh, sẽ vẫn uh, tương đối là đẹp, tương đối là ổn đó uh, và một cái điều nữa mà em muốn chia sẻ với chị thì nếu như mà để chúng ta xác định là uh, bị mất những vùng hỗ trợ, đúng không? thì chúng ta luôn luôn cần hai cái nến tức là ví dụ mà tuần này mất này đóng nến tuần này mà mất mất cái vùng uh, 31 đây, tức là đã mất vùng kijun rồi, đấy thì chúng ta sẽ cần một cái cây nến tuần sau nữa vẫn tiếp tục nằm dưới vùng 31. Đó thì lúc đấy là uh, chúng ta sẽ uh, xác nhận rằng là SSI nó đã bị mất cái vùng hỗ trợ. Đó, đã bị mất vùng hỗ trợ này cũng như là gần như uh, gọi là đang có tín hiệu bị gãy trend. Đấy uh, gãy trend ở trong trung hạn anh chị nhé, Đó. Uh, cho nên là ở trong uh, thời gian tới thì em nghĩ anh chị vẫn uh, chúng ta vẫn có thể kỳ vọng uh, quanh cái vùng uh, uh, vùng vùng uh, Kijun, vùng cân bằng này. Đó. Thì ở đấy là trong khung tuần anh chị nhé. À, còn chúng ta sẽ xem ở trong những khung ngắn hạn hơn một chút. Đây, chúng ta sẽ xem ở trong khung daily, à, khung daily thì uh, hiện tại uh, nó đang hơi xấu một chút anh chị nhé. Trong khung daily thì hiện tại hơi xấu một chút này, à, đang bị uh, mất những vùng giao găm ở trong khung uh, daily, giao găm 65 này cũng như là bị mất những vùng uh, cân bằng luôn. Đó, thì với cái cây nến ngày hôm nay thì uh, khả năng chúng ta có một cái khả năng khá là cao là có thể nó sẽ quay trở lại nó sẽ điều chỉnh xuống những vùng giao găm bên dưới này. Đó, tức là cái vùng 28.5. Đó, thì đây là một cái một cái vùng mà em kỳ vọng là có thể là RSI nó sẽ điều chỉnh và điều chỉnh vào đây. Sau đó thì nó sẽ có cái 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 sự hồi phục trở lại anh chị nhé Đó, nó sẽ có sự hồi phục trở lại. Và đẹp nhất là nó sẽ cần vượt được cái vùng 31 đúng không? 31 đây vùng kizun à, vùng cân bằng ở trong khung tuần Đấy, nó chỉ cần nằm trên được vùng kizun này thôi thì uh, NRI sẽ tiếp tục cái xu hướng ở trong trung hạn đó cho nên là hiện tại thì uh, cái vùng hỗ trợ quanh vùng uh, 28.5 này uh, thì nó đang là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh và cũng là cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng là nsi nó điều chỉnh ở đây sau đó thì nó sẽ có những cái sự uh, uh, hồi phục và bật tăng trở lại anh chị nhé đó thì uh, Ở trong phiên ngày hôm nay anh chị thấy là cái khối lượng thì nó cũng tiếp tục là một cái phiên khối lượng khá là thấp đúng không à, Khối lượng ngày hôm nay uh, cũng tương đối thấp với S&I uh, Chúng ta có trung bình 20 phiên là uh, 30 triệu cổ phiếu uh, Nhưng ngày hôm nay thì chỉ có 19,5 uh, 19, triệu thôi uh, Thì nó cũng khá là thấp uh, Tuy nhiên nhá, anh chị để ý giúp em này đây Nếu anh chị phân tích uh, sâu hơn một chút thì anh chị sẽ thấy này uh, Những cái cây nến ở uh, trong ngày hôm nay nhé ở đây là khung 15 phút này đúng không ạ à, thì bắt đầu đây là mở cửa này đấy đây là cây nến mở cửa này thì uh, mọi người để ý thấy cái thanh khoản nó rất là thấp nhé đấy vì sao cái thanh khoản ngày hôm nay vẫn thấp đấy là hầu hết cái phiên giao dịch ngày hôm nay đến đâu đó khoảng tầm 2 giờ 1 giờ 45 phút thì cái thanh khoản nó vẫn rất là thấp đúng không bắt đầu đến khoảng tầm 2 giờ này 2 giờ 15 này 2 rưỡi và uh, kết thúc ATC thì cái khối lượng nó nó cũng tăng lên khá là nhiều nhá. Khối lượng nó cũng tăng lên khá là nhiều đấy. Đấy cho nên là nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái tổng thể của khối lượng ở trong khung daily ấy, thì nhìn chung nó cũng sẽ không phân tích hết được anh chị nhá. Nó cũng không phân tích hết được. Đấy, cho nên chúng ta cần phải nhìn thêm những cái khung nhỏ hơn nữa. Đấy cho nên với cái khối lượng ngày hôm nay ấy, thì chính ra là ở cuối phiên là cái lực bán nó cũng tương đối là mạnh đấy. Anh chị nhá. lực bán tương đối là mạnh đấy. Thì đấy là về khối lượng đó, à, cho nên là với SSI thì uh, uh, chúng ta có thể quan sát những cái vùng hỗ trợ bên dưới này anh chị nhé Cái vùng uh, loanh quanh vùng 29.8 này, 30 này, cái vùng này thì bây giờ nó không còn là cái vùng hỗ trợ mạnh nữa nhé à, khi mà nó cũng về đây test lần thứ hai rồi. Đây, cái đáy cũ nó đây, lần hai về đây này, test rồi hồi phục. Thì cái lần này nếu mà uh, nó tiếp tục điều chỉnh về những vùng này, ấy, vùng vùng đáy cũ này thì cái vùng này em nghĩ là nó sẽ không phải là một vùng hỗ trợ mạnh nữa anh chị nhé mà cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ là cái vùng 28.5 đó, cho nên là với SSI thì uh, uh, khả năng cao là nếu như anh chị quan tâm thì anh chị có thể là đợi quanh vùng 28.5 cộng trừ đó, đấy là trong khung daily uh, tiếp theo trong H1 chúng ta điểm qua một chút thôi. H1 thì uh, uh, ngày hôm nay đang hơi xấu khi mà đang bị mất vùng uh, mất vùng giao găm rồi này, thì bên dưới này gần như nó không còn hỗ trợ gì nữa anh chị nhé. Đó, cho nên là khả năng chúng ta sẽ có những cái uh, uh, Nhịp rung lắc về những vùng bên dưới này uh, Trước mắt là vùng đáy cũ Là loanh quanh vùng 29.6 29.7 Nhưng mà như chúng ta vừa chia sẻ đấy Vùng này thì nó uh, không còn là vùng hỗ trợ mạnh nữa đấy, Cho nên ta sẽ đợi vùng 28.5 Cộng trừ nhé anh chị nhé 28.5 cộng trừ đấy, uh, Nó là một cái vùng nhé Chúng ta sẽ tùy theo cái thị trường đó Ở trong đao chen nhé anh chị Đẩy giúp em này mặc dù đây là một vùng hỗ trợ rất là mạnh Đó mà là một cái vùng mà hỗ trợ mà chúng ta kỳ vọng nhưng mà anh chị phải lưu ý giúp em ở trong Dow Trend thì chúng ta hay có một câu nói rất là thường xuyên đó là hỗ trợ trong Dow Trend là sinh ra là để phá đúng không? đấy cho nên là mặc dù đây là một vùng hỗ trợ mạnh nhưng anh chị cần kết hợp thêm những cái tín hiệu chung của thị trường đó anh chị cần kết hợp thêm những cái tín hiệu chung của thị trường để chúng ta có thể quyết định tham gia anh chị nhé nó cũng tương nó cũng tương đương với cả cái kháng cự ở trong áp chen đấy đúng không kháng cự ở trong áp chen thì sinh ra cũng là để phá thôi đúng không? Đấy, cho nên là ở trong một cái hướng đao chen thì chúng ta không nên lạm dụng quá về cái hỗ trợ anh chị nhá mà chúng ta cần phải kết hợp thêm các yếu tố khác nữa đó ví dụ như là thị trường chung đúng không rồi các cái mẫu hình chẳng hạn hoặc là những cái chỉ báo mà nó có những cái tín hiệu đảo chiều xu hướng đúng không? đó thì anh chị nên kết hợp thêm những cái tín hiệu của thị trường chung nữa anh chị nhé để chúng ta sẽ ra quyết định là uh, có thể là mua và bắt đáy hay không? đó cái này thì em đã nhắc với anh chị rất là nhiều lần rồi đúng không? kể cả trong uh, trong những cái room cộng đồng hoặc là room khách hàng của em thì em đều nói mọi người rồi đúng không? hỗ trợ trong đao chen thì anh chị đừng 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 đặt quá nhiều niềm tin vào vào uh, những cái vùng hỗ trợ đấy đó mà chúng ta cần phải kết hợp thêm những cái yếu tố khác nữa ở trong đao chen thì cũng không phải là về hỗ trợ là chúng ta mua nhé anh chị nhé chúng ta còn cần thêm các yếu tố nữa đó. vì sao trong những giai đoạn vừa rồi thì có rất là nhiều cổ phiếu nó về hỗ trợ đúng không kể cả những vùng những thời điểm trên này có rất nhiều cổ phiếu nó về hỗ trợ nhưng mà vì sao chúng ta không mua đó vì sao chúng ta không mua mà em cũng nói với mọi người rất nhiều trên các buổi livestream rồi đó vì sao mà giai đoạn vừa rồi chúng ta gần như chúng ta chỉ ngồi im thôi mặc dù là em biết anh chị rất là khó chịu đúng không rất là ngứa tay nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng kiên nhẫn một chút đó thì với SSI cũng tương tự anh chị nhé anh chị cần phải kết hợp một cái hỗ trợ mạnh cần kết hợp thêm những cái tín hiệu chung của thị trường nữa. Đó. Thì uh, chúng ta uh, thì chúng ta sẽ quyết định là có tham gia hay không nhé Đó, nhưng mà về cơ bản khi uh, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể là kỳ vọng ở cái vùng 28.5 này anh chị nhé, có thể kỳ vọng. Đó. Thì uh, nó là một cái vùng mà anh chị có thể quan sát. Đó, quan sát và nếu mà đạt đủ các cái yếu tố thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia, đúng không? Rồi ok. Thì uh, đấy là về cái uh, Uh, xu hướng và trạng thái của SSI cũng như là những cái điểm mua đó, uh, những cái điểm mua của của SSI thì anh chị có thể quan sát được vùng bên dưới này còn những cái vùng lưng chừng thì anh chị lưu ý giúp em là chúng ta chưa có tín hiệu mua anh chị nhé rồi ok uh, có lẽ là chúng ta sẽ phân tích thêm một chút về cái vị thế nắm giữ của anh chị nhé bởi vì em nghĩ là sẽ còn nhiều anh chị đang bị kẹp hàng đúng phiên ngày hôm nay thì uh, có thể là Uh, nó giảm điểm trong ATC thì có thể là anh chị nhiều chị chưa kịp bán đâu đó nhiều chị chưa kịp bán đâu đấy cho nên chúng ta sẽ cố phân tích thêm một chút nhá. Uh, nếu như là phiên ngày mai nó tiếp tục mà lình lình xình lình xình ở quanh những vùng này và nó vẫn đóng nến dưới vùng giao găm này nhé đóng nến dưới vùng dưới vùng giao găm tức là lăn quanh vùng 31 32 31 31.8 đến 32 nếu nó vẫn đóng đến dưới vùng này thì anh chị nào đang cầm tỷ trọng quá lớn anh chị nhé anh chị nào đang cầm thì trọng quá lớn thậm chí là dùng margin thì em nghĩ là anh chị cũng nên hạ bớt đi nhá hạ bớt đi ví dụ âm nhiều quá thì có lẽ là rất là khó này anh chị bán bớt đúng không nhưng mà nếu mà đang hòa vốn hoặc lãi nhẹ hoặc là lỗ nhẹ thì có thể là bán luôn được có thể bán hết luôn được nhưng mà nếu mà bị lỗ nhiều rồi thì em nghĩ là anh chị hạ bớt thôi hạ bớt giúp em thôi nhá có thể hạ bớt độ một phần hai thôi đó, sau đó thì chúng ta sẽ đợi những cái vùng giá bên dưới này để chúng ta uh, tìm những điểm cân giá lại cho anh chị đó để làm sao mà uh, chúng ta sẽ có một cái tài khoản nó chủ động được. Anh chị nhá, một cái danh mục nó chủ động được. Đó và có cái lượng tiền mặt để mà mua ở những vùng mà giá thấp khi mà nó điều chỉnh vào những vùng bên dưới này. Đó. À, thì đấy là cái cái hướng xử lý dành cho anh chị nào mà đang cầm SSI nhá. Rồi ok thì uh, chắc là Uh, video phân tích về cổ phiếu SSI của em An xin phép uh, kết thúc ở đây. Anh chị mình nếu như mà uh, đang theo dõi video mà chưa like chưa thả tim thì anh chị hãy cố gắng là dành cho em An xin một like cũng như là những quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Uh, và đặc biệt là nếu như anh chị mình mà chưa có ai đồng hành thì mọi người hãy nhớ liên hệ với em An uh, qua số điện uh, qua số điện thoại trên màn hình. Thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị. Uh, chỉ cần anh chị mình có một tài khoản VPS với ID Q341 và có phát sinh giao dịch thì uh, em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người nhé Đó, rất là hy vọng uh, uh, chúng ta sẽ có cơ hội để làm việc cùng với nhau. Và anh chị mình hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Uh, ok, uh, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các buổi livestream cũng như trong các video tiếp theo. Bye bye cả nhà.